Lời tựa Phần 1 và 2, tác giả viết khá chi tiết về các phép thuật hại người của các phù thủy trong thế giới bóng tối. Bạn phải cầu nguyện chú bao phủ bảo vệ trước khi nghe. Nếu không dám nghe thì có thể bỏ qua hai tập này. Lời chứng của Men Nanu Vu của Benin Phần 1, một, một phù thủy cũ trở thành nhà giảng tinh lành. Chương 1, Môi trường sống tổng quát để biết ai thực sự là men nanu. Chào mừng các bạn, việc xâm nhập vào môi trường địa lý, văn hóa và văn hóa của nó không phải là thừa. Tác giả của chúng tôi đến từ Decam, Decamme tên thật, phía nam Benin, trên bờ biển, cách Cotonou 55 km. Benin. Cộng hòa Benin cho đến ngày 26 tháng 10 năm 1972 được gọi là Cộng hòa Dahomey. Lịch sử của nó bắt nguồn từ Gejo, vua của Giang Hôm, 1818-1858, người đã ký một hiệp ước vào năm 1851 với Pháp. Bất chấp hiệp ước này, Pháp, sau hai cuộc viễn chinh năm 1890 và 1892, 94 với tướng Đốt, đã chiếm Đan Hôm và bắt vua Behanjin làm tù binh. Ông bị trục xuất sang Angery, nơi ông qua đời năm 1906. Dahomey trở thành thuộc địa ngày 13 1893 vào áp năm 1899 giành độc lập năm 1960. Quốc gia này nằm ở Tây Phi, có đường biên giới dài 190 km với Niger, 270 km với Burkina Faso, 750 km với Nigeria, 620 km với Togo. Nó giáp với Đại Tây Dương dài 120 km. Audia tọa lạc tại quốc gia này. Audia Trụ sở chính của thế giới Voodoo, Voodoo tên thật, ở đó vào tháng 2 năm 1993, lễ kỷ niệm quốc tế về Voodoo đã được tổ chức trong 7 ngày. Chính khu vực này, chính xác là thành phố này, tà thuật đã được lan truyền ở Mỹ và mọi nơi trên thế giới. Decam nằm ở tiểu quận Audia làng Decam thuộc tiểu quận Audia, trụ sở chính của Decam. Voodoo được coi là trụ sở của phù thủy giữa các ngôi làng của huyện Audia, cách đó 22 km. Ngôi làng nằm ở rìa của một đầm phá lớn rộng 15 km và dài 80 km. Nó cũng được bao quanh bởi một khu rừng lớn được chia thành hai phần, phần thứ hai được dành cho nông nghiệp, trong khi phần đầu tiên được dành cho việc thực hành phù thủy vào cuối giờ. Đây là nơi hội họp của tất cả các thầy phù thủy trong làng và cả trong vùng có những cây lớn, iroko, baobab, format mà các pháp sư cài đặt tất cả vũ khí ma quỷ của họ trên đó. Khi những cái cây này đổ rạp vì gió to hoặc mưa, chúng tôi tìm thấy trong thân cây rỗng của chúng, đồ dùng nhà bếp, sọ người. Nhưng các pháp sư cũng trồng cây trong ngôi làng mà họ sử dụng cho mục đích của mình. Chúng tôi tìm thấy các đối tượng giống nhau sau khi cắt. Thật vậy, những cái cây này là nơi sinh sống của các pháp sư. Người chết được chôn cất trong túp lều, nhà ở hoặc trong tòa án. Cho đến hôm nay, ngôi làng không có nghĩa trang. Trong sân, những chiếc quốc được xếp trên những ngôi mộ. Mọi người ngủ trên những ngôi mộ mà không làm phiền họ quá nhiều. Tình trạng này khiến cư dân trong làng liên tục bị ám ảnh, nơi sinh sống của những linh hồn đã chết. Ngôi làng Đê Cam được chia thành ba quận. Quận đầu tiên tôn thờ một tín ngưỡng dựa trên hai người bạch tạng, một phụ nữ và một nam giới bị những người đứng đầu tôn sùng đó chôn sống trong một cái hố lớn. Sự tôn sùng này đảm bảo sự bảo vệ của khu phố này. Nó được coi là hỗ trợ điều hành. Bất kỳ giám đốc điều hành nào tìm được việc nhờ sự tôn sùng này đều phải cảm ơn anh ta bằng một con cừu, dầu đỏ, một chai rượu gin, hai lít cao tu cu, rượu địa phương có độ cồn trên 80 độ và ít nhất 50 không 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 pha. Một sinh mạng của một đứa trẻ, một con người. Khu phố thứ hai yêu thích một sự tôn sùng khác dựa trên 41 cái đầu của những người đàn ông được đặt trong một cái hố lớn. Anh ấy tên là tô một. anh ấy tham gia vào việc thăng chức cho những người điều hành yêu mến anh ấy. Nhưng những người dùng đến nó đều có kết cục tồi tệ. Quận tư thứ ba có liên quan đến một sự tôn sùng được xây dựng trên một người phụ nữ đang mang thai bị rạch trong một cái lỗ lớn. Những người theo ông đi vào trạng thái thôi miên. Vào ngày diễn ra buổi lễ, họ tham gia vào những hành động khủng khiếp. Đó là dịp mà máu đổ ra nhiều, một số người có thể dùng dao rạch những vết cắt trên cơ thể. Họ có thể đập đầu vào tường. V. V. Sự tôn sùng này được cho là để giúp đỡ dân làng và những người điều hành, những người tâm sự với anh ta rằng Đê Cam có một sự tôn sùng nguy hiểm khác gọi là sô hay Sấm sét. Vai trò của nó là tiêu diệt những tên trộm, một đồ vật bị đánh cắp và những kẻ cầm đầu tôn sùng nói trên bị gạ gẫm, họ cầu xin sắm xét sẽ dẫn đến việc kẻ trộm bị lộ tẩy. Các hành động tôn sùng trong cơn mưa lớn để đánh bại thủ phạm. Sau khi chôn cất tên trộm, thi thể được khai quật bất kể tình trạng phân hủy của nó. Thủ lĩnh của tôn giáo dùng dao rạch xác, lấy đầu mà hắn cất giữ trong nhà của tôn giáo. Vào ngày cúng tế, hắn ra đi với 16 chiếc đầu lâu của nạn nhân xung quanh quả thận. Đó là danh hiệu vinh quang của anh ấy. Đây là bằng chứng cho thấy sự tôn sùng của anh ta rất mạnh mẽ, rằng anh ta đã giết nhiều tội phạm, vì vậy, Satan bảo lãnh cho anh ta bằng cách trừng phạt thủ phạm. Như chúng ta có thể thấy, ngôi làng Biên ven Vu là nạn nhân của sự chiếm hữu thực sự của ma quỷ. Tác giả ước tính rằng ở Đéc Cam, trẻ em, thanh niên, giám đốc điều hành, 90% chìm đắm trong trò phù thủy. Môi trường gia đình của anh ấy thì sao? Môi trường gia đình Cha mẹ của Biên Vên Vu Ông nội, ông là phù thủy vĩ đại nhất trong vùng. Anh ta sinh ra là một thầy phù thủy ở phần đầu của khu rừng. Anh ấy đã nhập khẩu gia đình Tôn Sùng, Woi Vi Vào, từ một vùng khác của Benin. Anh ta đang tiêm bệnh cho mọi người anh ta có thể biến thành một con ông bắp cày để tiêu diệt cả một ngôi làng trong trường hợp tranh chấp giữa hai làng tìm chất độc chết người vào vết cắn của nó anh ta vẫn là một thầy phù thủy cho đến khi chết ông nội ông đã nối nghiệp cha mình trong các hoạt động phù thủy tương tự trong quân đội anh biến thành một con ruồi trên chiến trường điều đó khiến anh ta được xếp loại nhưng sau đó anh ta bị đầu độc bởi một trong những người vợ của mình anh ấy là một phù thủy cha à, men nanu ta chan ta chan là một cái tên tôn sùng đã thực hiện 7 năm tu viện theo sáng kiến của cha mình để được bắt đầu học phù thủy nhằm trở thành thủ lĩnh của các pháp sư anh ấy cần điều đó mặc dù anh ấy là một phù thủy khi được trả tự do anh ta được bổ nhiệm làm đầu bếp tôn sùng của gia đình anh ta đã giao tiếp với lũ quỷ lưu ý rằng gia đình có một ngôi nhà tôn sùng mà cô ấy duy trì. chính trong ngôi nhà này tu viện được đặt. sự tôn sùng của gia đình quy vào có nhiều tín đồ. mỗi vùng một cô gái hoặc cậu bé bị bắt cóc từ một trong các gia đình thành viên để tham dự một đội hình trong tu viện. sau ba năm những người trẻ tuổi này ra ngoài và trở thành tín đồ của sự tôn sùng. cha của biên văn vu phải đưa chín người con của mình hai gái bảy trai vào tu viện phải nói rằng những đứa trẻ này chết yếu vì bệnh. Du lịch vẫn còn, bản thân là một thầy phù thủy, chết nhanh vì bệnh vào ngày 26 tháng 5 năm 1996, sau nhiều lần từ chối tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Bà ngoại cũng là nữ phù thủy, tín đồ của sấm sét, Hevio. Cô ấy thực hành các thực hành phù thủy giống như chồng mình. Cô đã chết như một phù thủy cần lưu ý rằng tất cả những pháp sư này đã đến nhà thờ. Mẹ, cô ấy vẫn còn sống. Xin chú cứu cô ấy. Sự ra đời và khởi đầu. Khi mẹ tôi mang thai tôi, bà phải đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn. Sau 9 tháng như thường lệ, mẹ vẫn không sinh tôi. Vì vậy, cô ấy đã đi tham khảo ý kiến của một phù thủy. Câu trả lời thật khủng khiếp. Tôi phải được sinh ra sau 14 tháng mang thai, theo nguyện vọng của ông cố tôi, người đã qua đời. Đây là những gì đã xảy ra. Sau 14 tháng, mẹ tôi sinh tôi lúc 1 giờ sáng tại mộ người sau. Khi sinh nở, tôi có hai chiếc răng trong miệng. Theo niềm tin của chúng tôi, được sinh ra trên một ngôi mộ cho phép có được sức mạnh của người đã khuất. Ngoài ra, theo cha mẹ tôi, tôi được thừa hưởng sức mạnh của người ông này Năm tuổi, tôi chưa biết đi. Lúc 6 giờ tôi bắt đầu đi bộ. Sau đó tôi được ghi danh vào CP1, khóa dự bị năm nhất. Một đêm nọ, cha tôi đưa tôi vào rừng, các gia của ông và của tôi, lấy máu của chúng tôi trong cùng một ly và chúng tôi uống hai loại máu trộn lẫn. Đó là hiệp ước máu. Khi phải gặp khách hàng, ông ấy đợi tôi đi học về rồi mới bắt đầu làm việc. Cha tôi luôn muốn tôi tham dự tất cả các buổi học. Đây là cách ông giới thiệu cho tôi các thực hành phù thủy khác nhau. Sinh viên và phù thủy Ở trường tiểu học, khi thầy đang chuẩn bị bài tập về nhà, khoảng một hoặc 2 giờ sáng, tôi sẽ biến thành con ruồi để xem bài giải. Tôi đã làm điều này cho đến CM2. Vì vậy, tôi dễ dàng thành công trong trường học mà không cần học. Đây là cách tôi quản lý bài dự thi của mình ở vị trí lớp thứ sáu. Ở trường trung học, Tôi đã từng chạy trốn thầy cô, khiến họ đau đầu và đau bụng khi tôi bị điểm kém nghe nói điểm kém 12, 20. Một lần, thầy phải vào tìm một phù thủy để biết nguyên nhân sự bệnh tật của mình. Sau khi tham khảo ý kiến, phù thủy nói với anh ta rằng anh ta đã làm tổn thương một trong những học sinh của mình. Anh ấy đã tiết lộ điều này bởi vì, như bạn đã biết, Marabut, bác sĩ phù thủy, thầy phù thủy và những người khác giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Sau đó, những con quỷ đã linh cảm cho giáo viên biết anh ta đang nói về ai. Thế là giáo viên đến gặp tôi xin tha thứ. Và tôi yêu cầu anh ấy sửa lại ghi chú của tôi bằng cách cho tôi 19, 20. Khoảng 1 giờ sáng, tôi cầu khẩn các linh hồn bằng những câu thần chú để anh ta được chữa lành. Tôi cũng phá các bạn cùng lớp, những đứa thông minh nhất bị đau đầu kinh niên hoặc đau bụng nên không làm bài tập. Điều này xảy ra trong trường học với nhiều sinh viên tại trường đại học mà giáo viên không hề hay biết. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc học vấn. Vào thời điểm đó, Benin đang bị chấn động bởi những bất ổn chính trị vang vọng trên chính trường. Học sinh không tiến bộ thường xuyên. Ngoài ra, tôi quyết định tham gia cùng cha tôi, người đã sống ở bờ biển nhà. Chương 2: Lắp đặt, thiết bị và tư vấn một thời gian ngắn sau khi đến bờ biển nhà tôi được một nhân vật của đất nước này giám đốc nội các của một bộ trưởng thuê tại xã abobu anh ấy đã cho tôi ở trong một biệt thự lớn vì tôi là người bảo vệ anh ấy sau này người thuê nhà của tôi sẽ trở thành một bộ trưởng do tôi chăm sóc nhưng không lâu bởi vì như chúng ta sẽ thấy ở phần sau quyền lực của satan không đi quá xa Chính vì lý do này mà nhiều người trong số những người có thẩm quyền được hưởng lợi từ sự chăm sóc của tôi đã qua đời, những người khác bị liệt hoặc bị bệnh. Trong hành lý của tôi, tôi có một kho vũ khí tôn sùng. Bằng năng lực của mình, tôi đã vượt qua ba biên giới, Benin, Togo, Togo, Ghana, Ghana, bờ biển Nga mà không hề bị cảnh sát khám xét một lần nào. Thiết bị ban đầu của tôi một Hàm người và mảnh ve chai tôi có một món đồ tôn sùng được tạo thành từ hàm của một người đàn ông những mảnh chai với một bộ phận bị nghiền nát khác và một mảnh khố dùng để bịt miệng một xác chết sự tôn sùng này cho phép tôi loại bỏ đàn ông từ xa với sự tôn sùng này bất kể chức năng mà khách hàng của tôi chiếm giữ là gì anh ta có thể được cử đi làm nhiệm vụ hoặc thực tập nếu có những người muốn anh ấy chỉ cần anh ấy đến gặp tôi là đủ để tôi đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của họ sự tôn sùng này cũng áp dụng cho những người ghen tị đã cho tôi biết tên của một người để loại bỏ. Với sự tôn sùng của mình, tôi cởi trần vào khoảng 1 giờ sáng, tôi làm bùa chú bằng cách gọi tên kẻ ghen tuông hoặc người cần loại bỏ. Sau đó, tôi buộc nó bằng mảnh khố. Một khi đã kéo chiếc khố lên, thì dù ở đâu, Âu, Á hay Mỹ, tôi đều với tới được. Bảy giọt máu rơi xuống quả táo của tôi, bằng chứng là cú đánh đã thành công. Đến sáng, khi tỉnh dậy, nạn nhân bắt đầu cảm thấy bỏng rát trong người như bị mảnh ve chai cọ rách. Khi anh ta cố gắng di chuyển, anh ta cảm thấy những vết cắn trong cơ thể mình. Căn bệnh là do sự tôn sùng, sẽ không bao giờ được chẩn đoán bằng y học hiện đại, mặc dù sức mạnh của nó. Nó sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra nguyên nhân. Nạn nhân sẽ chết sau đó một tuần. 2. Đầu người đàn ông và ổ khóa mục đích của sự tôn sùng này là làm cho phụ nữ trở nên son sẻ họ có thể hành kinh hai lần trong cùng một tháng hoặc bị đau bụng dữ dội bất cứ lúc nào điều này thường là do sự cạnh tranh trong các gia đình đa thê người đến với tôi thường có mong muốn được người chồng chung yêu thương mình hơn và đặt người kia dưới bình xịt tôi xin anh ta một thân phụ của đồng vợ để làm công việc này chính vì lý do này mà phụ nữ mất đi cơ thể phụ của họ một cách đáng ngạc nhiên và sau đó họ bị đau bụng khi kinh nguyệt sự tôn sùng tương tự này có thể gây ra chứng động kinh ở một số nạn nhân theo những câu thần chú tôi gọi tên của người được tôn sùng này và tôi đóng ổ khóa cô ấy tự động đến vào buổi sáng trong khi chuẩn bị đi tắm cô ấy gục xuống một mình và ngủ gật khi cô tỉnh dậy nước bọt chảy ra từ miệng cô ba chân và ổ khóa chức năng của nó là làm tê liệt nạn nhân Nguyên nhân là gì? Thông thường, sự ghen tị trong các dịch vụ và công ty gây ra điều này. Một số người ghen tị với vị trí cao hơn của người lãnh đạo thứ bậc của họ đã đến hỏi ý kiến tôi để tiêu diệt họ. Và khi các yêu cầu được thực hiện từ sự tôn sùng này, người được nhắm mục tiêu trong công ty đã bị tê liệt. Đó có thể là một kế toán trưởng đang cố gắng trở thành giám đốc tài chính. Nếu một người như vậy đến gặp tôi, tôi sẽ làm tê liệt giám đốc tài chính vì sự tôn sùng này và khách hàng của tôi sẽ thấy chỗ anh ta. 4. Chim hoàng yến làm bằng máu người, nước, rác rưởi. Sự tôn sùng khủng khiếp này đã khiến tôi phát điên. Khi có người đến gặp tôi với cái tên đơn giản của một người, khoảng một giờ sáng, tôi cởi trần, đi đến chỗ con chim hoàng yến và phát âm tên của người này, kèm theo những câu thần chú. Tôi nhìn thấy hình ảnh của anh ấy trong con chim hoàng yến và tôi đã phát âm những từ thần chú khác. Ngày hôm sau, anh ta cởi quần áo và đặt mình ra đường. Anh ta có thể lục thùng rác và ăn phân của chính mình. Đó là những gì tôi đã nói về tên của anh ấy đã khiến anh ấy làm điều đó. Năm, trái tim của con người. Sự tôn sùng, trái tim của con người có khả năng làm mù quáng. Nó bao gồm trái tim của một người đàn ông. Trái tim người đàn ông của tôi, tôi đã tìm thấy nó ở Nigeria. Nhưng ngay cả ở Chechivin Chechivin là một trong 10 xã của abidjan Vào những năm 7778 Trong doanh trại đóng tại địa điểm hiện tại của Sotra Sukitye Transport Abiyanit Đã xảy ra kẹt đường Satan sử dụng các bộ phận cơ thể con người Để tạo ra những thứ tôn sùng mạnh mẽ Trái tim của người đàn ông này Tôi đặt nó vào lửa Kèm theo những quả ớt cây nhỏ Và những câu thần chú cho đến khi nó cháy thành thang Tôi đã làm một loại bột khi một khách hàng gửi cho tôi bức ảnh của một người không mong muốn, tôi dùng kim chọc vào mắt người đó và cho phấn vào đó. Khi tỉnh dậy, anh ta bị mù. Chúng ta thấy những người có mở mắt nhưng không thấy. Phù thủy thường dành cho một cái gì đó. Tôi đã phải tiêu diệt rất nhiều người. Họ đã thuê tôi từ trong nước để làm hại tôi. 6. Hộp diêm có ổ khóa. Sự tôn sùng này kèm theo những câu thần chú, đã dùng để đốt cháy các đồn điền, đặc biệt là cà phê và ca cao. Bị thúc đẩy bởi sự ghen tị, họ đến hỏi ý kiến tôi để làm tổn thương người khác. Khi một người đàn ông ghen tuông đến gặp tôi với tất cả những gì anh ta cần, tôi sẽ đến sân đối thủ của anh ta, đào một cái hố và đặt một hộp diêm vào đó. Với ổ khóa, tôi đã ngăn chủ sở hữu, bằng những phương pháp thần bí, đến cánh đồng, và đến trưa thì cánh đồng bốc cháy. Tôi là nguồn gốc của một số vụ cháy rừng. Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người trồng rừng ở khu vực này. 7. Phép bao gồm 10 ngón tay được bọc trong vải đỏ, một loại vải cô tông mịn được dệt chặt chẽ. Sự tôn sùng này có tài sản gây ra cái chết trong làng. Nó cho phép tôi đáp ứng yêu cầu của một số người ở vùng Actiè, miền Nam Côte d'Ivoire. Một số thương nhân và người bán nước giải khác đến với dịch vụ của tôi vì mục đích này vì họ nhận thấy rằng công việc kinh doanh của họ phát đạt trong thời gian tang lễ. Hợp đồng của chúng tôi quy định rằng tôi lấy một nửa số tiền họ kiếm được từ đám tang. Tại một ngôi làng ở Cốt Đi Vua, người dân phải đi hỏi ý kiến của một bác sĩ phù thủy khác để tiết lộ sự tồn tại của một vị thần được chôn cất trong làng của họ và yêu cầu ông ta đạo lên để ngăn chặn cuộc tàn sát. Sự tôn sùng này tôi đã chôn cất ở một số làng khác ở phía Tây, phía Đông, vờ vờ. Người ta đến thuê tôi ở khắp mọi nơi. 8. Phép bao gồm chim hoàng yến chứa máu người, đồ uống mạnh và thuốc lá. Sự tôn sùng này đã phá hủy cuộc sống của nhiều giám đốc điều hành trẻ và cấp cao. Khi tên của một cô gái được gọi trên tôn sùng này, kèm theo những câu thần chú, cô ấy trở nên lãnh cảm và có thể chiều lòng hơn 10 người đàn ông mà không thỏa mãn. Cũng với sự tôn sùng này, tôi đã đưa những người trẻ tuổi chìm đắm trong rượu và ma túy. Đối với các giám đốc điều hành cấp cao có liên quan, họ có thể kiếm được 800.000 franc, 1 triệu franc, nhưng ngay khi nhận được tiền, họ đã phung phí toàn bộ. Sự tôn sùng này đã ngăn cản họ thực hiện kế hoạch của mình, khiến họ sa đà vào rượu chè. Mặc dù có lương, nhưng họ trở nên tầm thường, không thể xây dựng bất kỳ ngôi nhà nào trong làng. Đó là cách tôi đã hủy hoại cuộc sống của các giám đốc điều hành cấp cao. Tôi đã làm điều đó tất nhiên theo yêu cầu của khách hàng của tôi. 9. Kết hợp tôn sùng điện thoại Nó được sử dụng để phá hủy cuộc sống của con người, nhà cửa. Khi tôi có số điện thoại của người mà tôi đã làm tổn thương, tôi đã gọi bằng chiếc điện thoại không có kết nối nhưng dính đầy máu người cô ấy vừa nhấc máy tôi liền niệm chú sau đó cô ấy sốt cao và tử vong điều này bất kể cô ấy ở đâu tư vấn trước khi tham khảo ý kiến tôi đã uống một thức uống trong chai có chứa một vật được tôn sùng lưỡi của người đàn ông được bọc trong lớp vải màu đỏ được khâu bằng vỏ sò nó giống như một cú đấm những yếu tố này được đưa vào cái chai ở dưới cùng từ những câu thần chú cái chai được mở ra theo những từ nhất định mà tôi đã phát âm sau đó nó lại đóng lại sau những từ khác khi tôi đưa thức uống này cho khách hàng họ đã bị mê hoặc bây giờ họ có thể tin bất cứ điều gì của tôi và thực hiện mọi thứ tôi ra lệnh cho họ tất cả các khách hàng đã tư vấn cho tôi đều được liên kết với tôi mãi mãi vì câu thần chú này tôi có thẩm quyền đối với cuộc sống của họ tất cả những người theo chủ nghĩa huyền bí mà tôi biết cũng vậy Phí tư vấn cố định ở mức 660 pha cộng với một lít cao tu Giống như nhiều pháp sư, tôi đã sử dụng đồ uống như Royal Gin và mangusanrum Sandrum. Các cuộc tư vấn đã được thực hiện với bốn vỏ sò mà khách hàng đã nói trước khi đặt chúng xuống sàn. Những con quỷ sau đó đã truyền cảm hứng cho tôi với những mối quan tâm của khách hàng. Tuy nhiên, trong lúc tư vấn, không phải lúc nào những gì tôi nói cũng đúng mà tâm trí khách hàng bị điều khiển bởi ly rượu uống đầu buổi ông đã bị mê hoặc ngoài ra anh ấy đã ở lòng thương xót của tôi anh ấy thậm chí có thể mắc nợ để đáp ứng yêu cầu của tôi thực phẩm bị cấm những gì tôi đã làm với một số khách hàng của mình đôi khi thật khủng khiếp đối với một số người tôi quy định không được ăn thịt cừu thịt gà khoai mì đại loại như vậy đối với những người khác Việc cấm không được thở bằng cách nâng con chim hoàng yến chứa vật tôn sùng của họ bị cấm. Nếu họ thở, tôi nói với họ, sự tôn sùng không có giá trị. Kết quả là họ phải mua một con chim hoàng yến khác, và đó là công việc của thầy phù thủy. Bạn nghĩ về những giám đốc điều hành cấp cao, giám đốc công ty bị uýt doctor thao túng đến mức ông ta bảo họ không được thở bằng cách cho uống thuốc này hay thuốc kia hoặc giết con chim hoàng yến trên đầu và quay bảy lần về phòng của họ trước khi rửa bằng thật là đau khổ. Giám đốc, giám đốc điều hành cấp cao với chim hoàng yến trên đầu. Hãy tưởng tượng rằng nhiều người đang sống những điều này ngay bây giờ và bạn sẽ hiểu họ cần Chúa Giêsu Christ đến mức nào để được giải cứu. Bạn nhìn thấy họ trên những chiếc Mercedes to lớn, nhưng một khi đã say mê, họ trở nên chẳng ra gì. Họ cởi quần áo mà không cần phải quảng cáo thêm. Đó là điều giống như việc không có Chúa Giêsu Christ trong đời sống của bạn, Người đàn ông không có Chúa Giêsu Christ thực sự là một nô lệ. Ngược lại, lời Chúa bảo chúng ta hãy ăn mọi thứ bán ở chợ. Với Chúa Giêsu không có ràng buộc. Điều Ngài cấm chúng ta làm là sống tà dâm, tà dâm. Nghĩa là duy trì quan hệ mật thiết với người này hay người kia khi chưa kết hôn. Tóm lại, điều Ngài cấm chúng ta làm là phạm tội. Phù thủy bao trùm tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, hoặc để làm hại, để khôi phục, để quyến rũ hoặc để giải mê. Trong trường hợp này hay trường hợp khác, thuật phù thủy nói chung tìm cách phục vụ một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân nói chung là thiểu số so với một cá nhân hoặc nhóm cá nhân khác. Để thấy rõ trong lĩnh vực hoạt động rộng lớn này của Menanu, chúng ta sẽ chia nhỏ thành ba lĩnh vực đôi khi trùng lập nhau: sức khỏe, bùa chú, thăng tiến xã hội. Chương 3, Bộ trưởng của Satan và Sức Khỏe Chặn thai Tôi có một sự tôn sùng hỗn hợp, thắt lưng của phụ nữ, ổ khóa và một số vật dụng khác. Với sự tôn sùng này, tôi đã ngăn chặn việc mang thai trong tử cung của phụ nữ đến 15 tháng bằng những câu thần chú mà tôi đã thực hiện. Người phụ nữ được nhắc đến như vậy không thể sinh con đối thủ của anh ấy đến gặp tôi với một trong những người phụ nữ và một mảnh khố của anh ấy là đủ để tôi chặn cái thai của anh ấy khi mổ ra chúng tôi mới biết đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ tệ hơn là không qua khỏi đây là công việc của các phù thủy phá thai phải nói rằng không chỉ riêng các bác sĩ và các nữ hộ sinh khác các pháp sư phù thủy cũng làm điều đó theo như tôi được biết việc phá thai để mang thai một tháng là chuyện dễ dàng. Chỉ cần mang cho tôi một chai rượu gin, 20000 ép cộng với một con gà mà tôi đã tâm sự với người tôn sùng. Tôi cho khách uống thuốc làm bằng rượu nhãn hiệu Vanti, trước đó được hâm bằng bột của một loại cây nào đó. Tôi đã đưa tất cả những yếu tố này dưới dạng đồ uống cho một phụ nữ mang thai, cô ấy đã uống nó. Ngày hôm sau, cô bị sốt và sau một giờ đến ba giờ, cà phá thai đã được thực hiện. Kinh nguyệt của cô ấy đã được nối lại ngay lập tức. Phá thai từ 1 đến 2 tháng chỉ đơn giản như vậy. Từ 3 đến 6 tháng thì phức tạp hơn, thai nhi đã mang hình hại một đứa trẻ trong bụng mẹ. Nó cần những câu thần chú để tiêu diệt đứa trẻ này để nó hóa lỏng. Để làm điều này, tôi được mang đến một chai rượu gin, cuộn dầu cộng với 50 000F vì nó tượng trưng cho một công việc tuyệt vời, một công việc mà sau đó cần phải báo cáo với các linh hồn trong nghĩa trang. Sau khi nhận được những món đồ này, tôi đã tặng rượu hiệu Vanti đã được ủ sẵn bằng bột vỏ cây Iroko. Người phụ nữ uống thuốc này, những ngày đầu cô ấy không cảm thấy gì, nhưng đến ngày thứ bảy, cô ấy bị đau bụng, đau dữ dội nên cô ấy không thể không đến gặp tôi. Sau đó, tôi đặt nó cách những người tôn sùng tôi khoảng 10 mét khi tôi ở bên cạnh họ. Tôi phát âm những lời thần chú. Một chất lỏng sau đó chảy ra khỏi bụng của nó theo cách tự nhiên trong một giờ, bằng chứng cho thấy bào thai đã bị nghiền nát hoàn toàn nhờ những câu thần chú. Đó là cách tôi phá thai. Hôm nay, tôi kêu gọi tất cả những phụ nữ tiếp tục giết người bằng cách phá thai để họ có thể hồi phục vì họ có trách nhiệm với Chúa. Tôi nhắc nhở họ rằng họ hiện đang ở dưới ảnh hưởng của ma quỷ. Bạn cần Chúa Giêsu Christ hiểu được mức độ nghiêm trọng của những tội ác mà bạn phạm phải. Tôi tuyên bố với các cô gái trẻ rằng nếu bạn đã phạm tội với một chàng trai trẻ, rằng nó đã mang thai và sau đó, bạn muốn phá thai và giết đứa trẻ, hãy từ bỏ ý định này và để việc mang thai diễn ra bình thường. Nếu không, vì đứa trẻ mà bạn sẽ giết trong ngày phán xét, Đức Chúa Trời sẽ gọi bạn vào tài khoản. Tôi cũng kêu gọi các bác sĩ, nữ hộ sinh, những người tuyên bố giúp mọi người cải thiện tình hình của họ nhưng những người thực sự kiếm sống bằng cách thực hiện phá thai. Những gì bạn làm không là gì ngoài phù thủy. Thật vậy, chính Satan đã truyền cảm hứng cho bạn tất cả những điều đó. Vâng, những bác sĩ và nữ hộ sinh này là phù thủy, bởi vì kẻ giết người tạo ra ma thuật. Biết điều đó, bạn sẽ đưa ra một tài khoản về những đứa trẻ mà bạn đã giết. Trừ khi bạn chấp nhận Chúa Giêsu xu và giải thoát bạn khỏi những thực hành của Satan. Tôi đam mê những thực hành này. Hai lần, tôi phải phá thai khi cô gái mang thai 6 tháng, khiến cô ấy có nguy cơ tử vong. Sau đó, tôi phải nỗ lực gấp đôi với những câu thần chú để tránh gặp vấn đề. Có lẽ tôi đã có thể bị đưa ra trước công lý nếu không nói đến công lý của Chúa, thứ thậm chí còn khủng khiếp hơn cả công lý của loài người. Quả bóng trong bụng. Phụ nữ thường bị đau dạ dày do phù thủy gây ra. Theo như tôi được biết, tôi có một lọ chứa máu người và 20 gram quả thận. Những câu thần chú được phát âm trên cái chai này với tên của nạn nhân. Gây ra bệnh. Thông thường, những phụ nữ này đã trải qua phẫu thuật, sau đó họ bị nhiễm bệnh sốt rét. Họ chịu thua nó. Theo quy trình tương tự, tôi đang tán tỉnh phụ nữ và điều đó khiến họ bị thủng bụng. Bác sĩ phụ khoa đôi khi phát hiện ra một quả bóng trong bụng của một số phụ nữ vô sinh. Đây có thể là kết quả của phù thủy. Do đó, tôi kêu gọi những người phụ nữ có nguồn gốc đáng ngờ trong bụng, đó là một bùa chú ma thuật khủng khiếp. Thượng đế không sinh ra chúng ta để chứng kiến chúng ta mắc bệnh. Điều này đến từ Satan, kẻ ác. Vì vậy, bạn cần Chúa Giêsu Christ. Đó là giải pháp lý tưởng cho vấn đề này. Bụng, bé trai đang mang thai. Khi bị thúc đẩy bởi sự ghen tị, mọi người đến gặp tôi để hủy hoại cuộc sống của một ai đó và cho tôi biết tên của anh ta. Tôi cũng có một sự tôn sùng được tạo thành từ một ổ khóa và một cái đầu lợn để tôi có thể làm phình bụng một người đàn ông. Vì vậy, anh ấy chỉ giảm cân. Và điều đó có thể xảy ra nhờ vào những câu thần chú mà tôi đã thực hiện vào khoảng một giờ sáng. Tôi nói đây là thời điểm tốt nhất cho các pháp sư vì họ dễ dàng tiếp xúc với các linh hồn. Để làm điều này, tôi để mình trần truồng và nhốt người này trong ổ khóa này sau một hoặc hai tháng nạn nhân bắt đầu buồn nôn kỳ lạ sau ba bốn tháng người đàn ông này mới đi khám vì bụng phình to lên từng ngày các kỳ thi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì mọi thứ đều theo thứ tự nhưng nó đang giảm cân đây là dấu hiệu cho thấy anh ta đã bị mê hoặc mặc dù anh ấy có thể nhận được sự chăm sóc từ các bác sĩ họ sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra nguyên nhân. Sau năm 6 tháng, bác sĩ sẽ thấy mình có nghĩa vụ phải mổ nó. Khi mổ ra, anh ta sẽ thấy cái đầu lợn trong bụng và cái chết sẽ xảy ra sau đó. Tôi đã ở cơ sở của những điều này. Thông qua phù thủy, tôi hút máu cơ thể người dân để họ luôn ốm yếu, bụng phệ. Họ là những người thiếu máu vĩnh cửu. Những người khác có hình dạng rõ ràng nhưng bị bệnh nặng vì phù thủy. Động kinh. Tôi có sở thích ăn thịt chim hoàng yến, bao gồm nước giải của chó trộn với một số chất lỏng. Với những yếu tố này kèm theo những câu thần chú, tôi đã làm say mê những người trẻ tuổi và khiến họ mắc chứng động kinh nan y mà chỉ có Chúa xu Christ mới có thể chữa lành. Ung thư vú. Thông qua ma thuật Tôi đã khiến phụ nữ bị ung thư vú. Điều này dẫn đến việc cắt bỏ một bên vú hoặc thậm chí cả hai bên vú, điều này chỉ làm trì hoãn thời hạn chết. Tử vong tại các trung tâm y tế. Sau khi khiến một người bị ốm, cán bộ, học sinh, sinh viên, vân vân, do đó hủy hoại gia đình và hoặc xã hội nơi người quản lý làm việc, các thầy phù thủy tìm cách ngăn cản sự hồi phục của anh ta, giết anh ta và thậm chí đưa anh ta đến nghĩa trang các thầy phù thủy ngăn không cho huyết thanh đặt trên người bệnh nhân xâm nhập vào cơ thể anh ta khi bác sĩ hoặc y tá đặt huyết thanh họ đến để chặn nó lại để thuốc không đi vào cơ thể bệnh nhân phải thừa nhận rằng những giọt đi xuống tĩnh mạch nhưng bệnh nhân không nhận được gì trong cơ thể trên thực tế các pháp sư hút những giọt này ra khỏi cơ thể bệnh nhân các bác sĩ cũng có thể bôi hết huyết thanh này đến huyết thanh khác không có gì thấm vào người anh ta hay đúng hơn là không có tác dụng gì Tôi đã thực hành những điều này, tôi biến thành một con ruồi để tìm thấy chính mình trong các phòng bệnh viện. Khi bác sĩ hoặc y tá cố gắng chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi đã làm phiền anh ta để ngăn anh ta chẩn đoán đúng bệnh. Anh tự hỏi tại sao huyết thanh không có tác dụng. Các thầy phù thủy có thể làm cho một người bị bệnh để nếu anh ta đến gặp thầy phù thủy, ông ta sẽ khiến anh ta tin rằng mình đã chữa lành bệnh cho anh ta. Trên thực tế, thầy phù thủy sẽ hủy hoại anh ta bởi vì vài tháng hoặc vài năm sau căn bệnh tương tự sẽ bùng phát trở lại cùng với một căn bệnh khác nếu các bác sĩ gặp khó khăn trong việc tìm thuốc và chữa bệnh thì các pháp sư sẽ sinh ra một căn bệnh khác vì vậy họ tạo ra sự lo lắng cho các bác sĩ bằng cách che giấu bệnh tật và làm cho xã hội hoặc gia đình tiêu tiền trước khi kết liễu nạn nhân của họ khi bệnh nhân không chịu nổi do công việc bẩn thỉu của họ các thầy phù thủy yêu cầu nâng xác vào thứ năm hoặc thứ sáu và chung cất vào thứ bảy điều này cho phép họ báo cáo với satan vào mỗi tối thứ sáu từ một giờ sáng đến ba giờ sáng trong các khu rừng thiên nghĩa trang hoặc bên bờ biển đó là lý do tại sao phần lớn thời gian chung cất diễn ra vào thứ bảy chữa bệnh phụ nữ vô sinh và hậu quả của nó trong các cuộc tư vấn của tôi có những cặp vợ chồng tìm đến tôi vì hiếm muộn rất thường xuyên vô sinh là do phù thủy thay phù thủy trói bụng phụ nữ hoặc khiến đàn ông bất lực chúng khiến bạn không thể có con tôi chữa cái ác này không phải không có hậu quả vì đứa con đầu tiên mà khách hàng của tôi sinh ra đã dành cho quỷ khi họ đến gặp tôi tôi đã liệt kê cho họ những yếu tố mà bản thân tôi đã đảm nhận để giúp họ im lặng tất nhiên là công việc không phải trả tiền cộng với số tiền 50.000 F sau 1 đến 2 tháng. Người phụ nữ đã mang thai. Nhưng trước khi cô ấy mang thai, tôi phải đi tắm rửa cho cô ấy và chồng cô ấy ở rìa một con sông như Tano hoặc Bia ở Aboiso hoặc Nờ di về phía Tia Sale. Tôi ở lại Aboiso. Tôi đã rửa một số cặp vợ chồng ở đó. Ngay cả sau khi rời khỏi cộng đồng này, mọi người vẫn đến thuê dịch vụ của tôi. Tôi định rửa cho họ để họ có một đứa con trên thực tế nơi thanh tẩy phụ thuộc vào những gì người tôn sùng nói sau khi tham khảo ý kiến ngoài ra tôi tình cờ tắm rửa cho một số người trong khu rừng của làng họ vì vậy họ đảm bảo sự di dời của tôi trong làng của họ thông thường một con cừu bị hiến tế máu của nó trộn với lá dùng để tắm rửa cho cặp đôi tôi cũng cho họ thuốc mà họ phải đi uống cô ấy và chồng cô ấy khi người phụ nữ đã tắm rửa một mình sau 1 đến 2 tháng, người phụ nữ thụ thai và sinh nở bình thường. Đứa trẻ này sau đó được dành riêng cho ma quỷ. Một trong hai điều, hoặc cuộc sống của anh ta sẽ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ma quỷ, anh ta sẽ sống một cuộc đời bị nguyền rủa. Anh ấy sẽ thường xuyên bị ống. Điều này sẽ khiến cha mẹ phải tiêu tốn một khoản tiền lớn, do đó trở thành một vấn đề thực sự đối với cha mẹ. Hoặc nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ đến trường nhưng cuộc sống của nó sẽ là một cuộc đời bị nguyền rủa. Nhưng nếu cha mẹ chấp nhận Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ giải thoát họ khỏi mọi rắc rối và cứu rỗi họ. Đó là sứ mệnh mà Ngài đã giao phó cho các nhà thờ, đó là đuổi quỷ. Con quỷ gây ra vô sinh là một con quỷ khó khăn phải được trục xuất nhân danh Chúa Giêsu Christ. Những người chữa bệnh, bác sĩ phù thủy, thầy phù thủy và các giáo viên khác một số pháp sư tự đặt cho mình danh hiệu lừa đảo này tuyên bố có thể chữa khỏi bệnh vô sinh họ chữa được thật nhưng đứa trẻ sinh ra từ sự chữa bệnh này không có cuộc sống hạnh phúc tính mạng của đứa trẻ này bị đe dọa và tiềm ẩn nhiều rắc rối do các thầy phù thủy nhưng một đứa trẻ mà chú ban cho không bao giờ phải chịu nhiều khó khăn như vậy vì phước lành của chúa không bao giờ đi kèm với nỗi buồn mà là niềm vui hạnh phúc và bình an trong nhà và xung quanh nhà đây là cách tôi đã giúp những người có con gặp vấn đề vì tôi đã khiến họ ký một hiệp ước với Satan bằng cách hy sinh mạng sống của họ để có một đứa con. Hôm nay, tôi khuyên bạn đừng tìm đến Thầy Lan để có con. Trong Chúa Giêsu Christ, bạn có tất cả. Tại vì, một khi bạn mở rộng trái tim mình cho Chúa, bạn có mọi thứ. Phải thừa nhận rằng Chúa Giêsu Christ không được chấp nhận vì bất kỳ lợi ích nào, nhưng ngài đã phán trong lời của ngài rằng trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của đức chúa trời rồi những điều còn lại sẽ được thêm vào cho nên đúng là khi một người nhận lời của một người và thực hành nó người đó tràn ngập phước lành cũng phải nói rằng tôi đã chữa khỏi các bệnh như động kinh đau bụng kinh điên thấp khớp và tê liệt xin lưu ý một lần nữa rằng sự chữa lành chưa hoàn toàn bởi vì người bại liệt vẫn cảm thấy đau ở chân những sự chữa lành mà Satan thực hiện thường không trọn vẹn. Chương 4, Phép thuật Các loại phép thuật khác nhau Stenbinding là một câu thần chú xấu do các pháp sư sử dụng để chống lại một cá nhân dưới dạng bệnh tật, thất bại hoặc điều gì đó tiêu cực chỉ có thể thoát khỏi khi kết thúc một cuộc đấu tranh tinh thần ít nhiều căng thẳng. Phép thuật đái trên giường với một cái chai chứa đầy nước tiểu bò và máu người được bôi lên thành chai tôi đã khiến những người đàn ông trẻ tuổi phải đi tiểu vào ban đêm phép thuật dẫn đến treo cổ với sợi dây thường tháo ra khỏi cổ con cừu vừa mua tôi có thể lù một người đến sự treo cổ khi mọi người đến gặp tôi để hủy hoại cuộc sống của một người chỉ cần lấy một trong những con chim hoàng yến của tôi và gọi tên nạn nhân là đủ ngay khi hình ảnh của anh ấy xuất hiện tôi đã lao vào siết chặt dây cổ của anh ấy một thời gian sau nạn nhân có thể treo cổ tự tử câu thần chú dẫn đến chết đuối tôi có một con chim hoàng yến chứa đầy nước biển và sông trộn lẫn với máu người hỗn hợp này có tác dụng của một quả bom khi tôi gọi tên nạn nhân câu thần chú bắt đầu điều này khiến cho người có liên quan thôi thúc đi đến bãi biển hoặc bơi trong một dòng sông ngay sau khi cô ấy thực hiện mong muốn này lệnh tử hình của cô ấy đã được ký kết cô ấy đang chết đuối chúng tôi tìm thấy cô ấy vài ngày sau đó ngay cả trong hồ bơi của chính mình ở nhà cô ấy cũng có thể chết đuối cho chính mình con của cô ấy tất cả điều này là công việc của các pháp sư đối với tôi tôi đã thực hành nó nhiều lần bởi sức mạnh mà satan đã ban cho tôi bùa để yêu tình nhân tôi đã giúp những người phụ nữ chưa bao giờ đến trường trở thành tình nhân của những nhân cách lớn các hang động như cách gọi của họ ở bờ biển nhà họ sở hữu những người đàn ông này những người thậm chí đã bỏ nhà cửa vì đau khổ vì vậy tôi đã ở cơ sở của những điều này nhưng nó đã được thực hiện như thế nào tôi yêu cầu người phụ nữ cho tôi biết tên của quý ông mang theo cho tôi một số bộ phận của cơ thể cô ấy, ngoài những thứ không sạch sẽ như bông thấm đẫm máu của cô ấy, một ít nước đã được sử dụng để rửa một xác chết và một yếu tố khác. Tất cả những yếu tố này cùng nhau, tôi cho chúng vào một cái bình hoàng yến mà tôi đun sôi, kèm theo những câu thần chú bằng cách trích dẫn tên của quý ông cho đến khi nó cháy thành than. Sau đó, tôi yêu cầu các đệ tử của mình, hai thanh niên guru đến từ Vien Naula, một thị trấn ở trung tâm phía tây Cốt Diva nghiền nát phần cặn này. Bột được thu thập trong một chai nhỏ sẽ được trao cho khách hàng, người đã nêm món ăn yêu thích của người đàn ông để chinh phục. Hãy xem Satan ngược đãi những người không biết Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng hãy cẩn thận, cô ấy không nên ăn món ăn này. Chỉ có quý ông sẽ phải ăn nó. Nếu cô ấy ăn nó, thuốc sẽ thất bại. Sau khi món ăn này được người đàn ông ăn, anh ta bị mê hoặc và phụ lòng khách hàng của tôi và đi theo cô ấy như một con cừu. Đây là cách chúng ta thấy những ông lớn bỏ lại gia đình của họ. Thậm chí có người còn mở tài khoản ngân hàng cho nhân tình, mua xe hơi, thậm chí cả nhà cho họ. Nhưng hãy biết rằng những tình nhân này sau này sẽ có kết cục tồi tệ. Lúc đầu, họ rất tốt, họ lái xe 504 hoặc những chiếc Mercedes lớn và những chiếc xe bình dân khác nhưng kết cục của họ thật đáng thương. Nếu bạn đã làm được những điều đó và bạn đang có trong tay cuốn sách này, đã đến lúc, thời điểm cao để từ bỏ chúng và dâng mình cho Chúa. Nếu không, bạn sẽ có kết cục tồi tệ không chỉ trên trái đất này mà còn hơn thế nữa vào ngày phán xét. Đàn ông Có những người muốn có phụ nữ, đặc biệt là những ông già yêu những cô gái từ 15 đến 18 tuổi tôi yêu cầu họ cho một chai nước hoa mà chính họ yêu thích và một yếu tố khác mà tôi không muốn trích dẫn tất cả những thứ này được trộn lẫn và cho vào một cái chai tôi đưa nó cho anh ấy tất nhiên kèm theo những câu thần chú một khi khách hàng thích nước hoa bắt tay với một người phụ nữ mà anh ta muốn cho dù cô ấy đã kết hôn hay chưa cô ấy sẽ tự động bị chiếm hữu trong giấc mơ trong suy nghĩ của cô ấy cô ấy chỉ có thể nhìn thấy khách hàng của tôi vì vậy Cô trở thành nô lệ của anh ta và cô phải tuân theo mọi thứ. Cho phép tôi mở ngoặt đơn ở đây để nói về một chuyện vừa khó tin nhưng có thật. Một trường hợp mắc kẹt trong tình dục. Tình tiết này xảy ra ở Abobu, một trong 10 xã của Abidjan, vào năm 1983 và gây chú ý. Vâng, tôi là tác giả. Đây là câu chuyện về một thủy thủ bị cắm sừng. Trong nhiều lần đi du lịch, vợ anh ta có quan hệ với một ủy viên cảnh sát tại khách sạn Buganivin ở Abobu Avocati, một huyện của xã nói trên. Khách sạn đã phải đóng cửa vì vụ này. Người thủy thủ được một khách hàng giới thiệu với tôi. Tôi yêu cầu anh ta hai sản phẩm cộng với tình dục bế tắc của một con chó và một con chó cái đang giao cấu hoàn toàn. Vì rất khó để anh ta có được món đồ cuối cùng này, nên tất nhiên các đệ tử của tôi có trách nhiệm tìm nó để thanh toán. Thỏa thuận như vậy, đến một giờ sáng chúng tôi phát hiện hai con chó đang giao phối đầy đủ với một cái khóa tôi làm cho chúng bất động và các đệ tử của tôi cắt đứt giới tính của họ đã đến nhà chúng tôi đặt cả hai giới bị mắc kẹt trong một con chim hoàng yến trên ngọn lửa kèm theo những câu thần chú chúng tôi đã thêm một ít rượu gin để nó cháy sau đó chúng tôi nghiền nát nó để có được một loại bột sau đó chúng tôi gọi người thủy thủ và đưa sản phẩm cho anh ta người thủy thủ đang chuẩn bị thực hiện một chuyến đi đến châu âu nhưng anh ta đã hủy bỏ nó anh phải tiêu thụ món này cho vợ trong bữa ăn mà cô phải chuẩn bị cho hai vợ chồng tuy nhiên anh ấy không nên tự ăn nó vì vậy khi vợ anh đã chuẩn bị xong và họ ngồi ăn tối anh sai cô đi mua cho anh một ít bia lợi dụng lúc cô đi vắng anh ta cho bột vào nước sốt sau khi uống bia, anh ta giả vờ như đã no. Người phụ nữ không mảy may nghi ngờ gì đã dùng bữa một mình. Điều này xảy ra vào khoảng 18 giờ. Xong việc, người đàn ông xin phép vợ đi vào làng với một người bạn. Tôi sẽ trở lại sau hai ngày nữa, anh ấy nói với cô ấy. Thực ra anh đi trốn biệt tích là theo lời khuyên của tôi, tôi bảo anh đừng đi nữa. Ngay khi anh ta quay lưng lại, người vợ đã thông báo cho ủy viên nhận thấy sự vắng mặt của người thủy thủ chồng của cô anh ta đưa người phụ nữ đến khách sạn bougainville như thường lệ sau những trò hề của họ người đàn ông cố gắng rút khỏi cơ thể của người phụ nữ nhưng không thành công sau nhiều lần cố gắng không thành công hai người yêu nhau bắt đầu kêu cứu bắt đầu từ người phụ nữ nhân viên lễ tân chạy ra xem có chuyện gì thì kêu họ mở cửa nhưng không được vì vậy anh ta đi tìm một người thợ mộc để đập cửa và thấy rằng hai người yêu nhau đang ở một vị trí khá khó chịu một bác sĩ được gọi không có gì giúp được cảnh sát sau đó được gọi anh ta không phải là ủy viên cảnh sát sao khi cảnh sát đến hiện trường họ thấy rằng đó là ông chủ của họ họ đã chú ý và quay trở lại không dám xử lý vụ việc bộ trưởng bộ an ninh đến hiện trường nhưng không dám tiếp cận cuối cùng chồng của người phụ nữ được đưa đến để bộ trưởng xin lỗi sau đó anh ấy thuê một chiếc taxi và đến gặp tôi vợ tôi bị mắc kẹt anh nói tôi đưa cho anh ấy liều thuốc giải độc của sự tôn sùng có khả năng chia cắt họ bạn chỉ cần xoa lưng cho hai người yêu nhau bằng sản phẩm này bơ hạt mở cộng với các yếu tố khác họ sẽ thành công người chồng phản đối nhờ tôi xoa lưng cho vợ và thêm cả người tình của cô ấy trong hoàn cảnh này thì hơi quá đáng tôi trả lời anh ấy hãy can đảm lên chỉ có bạn mới được phép thực hiện cử chỉ này run rẩy anh rời xa tôi và đi xoa lưng cho họ không có thời gian chờ đợi họ thoát ra được người phụ nữ sau đó được sơ tán đến bệnh viện để rửa sạch lưu ý rằng một sự tôn sùng ở nhà cho phép tôi nhìn thấy trực tiếp trong một con chim hoàng yến những gì đang xảy ra ở khách sạn phép thuật và xáo trộn trong nhà cạnh tranh trong nhà người vợ kế được gọi ở đây là mẹ kế thường gây chiến với những đứa con của người phụ nữ kia những người lẽ ra đã thành công trong cuộc sống của chúng cô ấy dành thời gian của mình để đi tìm lang băm và phù thủy hầu hết thời gian cô nhốt trái tim của người cha trong một con chim hoàng yến mà cô chôn ở nghĩa trang để ông không thể nhìn thấy gì vì vậy anh luôn đưa ra lý do cho người phụ nữ này và chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cô anh ta sang một bên để chiến đấu với con của người phụ nữ khác những người phụ nữ này đang tham gia vào trò phù thủy trong nhà của họ sau đó họ kết thúc tồi tệ vì sức mạnh mà satan mang lại là phù du có những người vợ kế có con nhưng lại làm phù thủy nghịch lý thay con cái của họ vẫn có vấn đề trên thực tế phép thuật do mẹ của họ thực hành có hiệu ứng trở ngược lại boomerang đối với con cái của bà những điều này thường không thành công bất hạnh chỉ đến với họ và không có gì hiệu quả trong cuộc sống của họ đôi khi họ trở thành kẻ cướp kẻ trộm kẻ hiếp dâm kẻ lười biếng đối với các cô gái họ có con của những người cha khác nhau thông thường người yêu của họ không nhận ra những lần mang thai này nên ngay trong thời kỳ mang thai những cô gái này đã trở thành gánh nặng cho cha mẹ chính các pháp sư là gốc rễ của tất cả những lời nguyền này các thầy phù thủy chia rẽ các gia đình đặc biệt là các gia đình đa thê đặc biệt nếu có một người vợ không con trong gia đình điều này trở thành một yếu tố nguy hiểm nó thường là gốc rễ của những thất bại những căn bệnh mãn tính đầu độc đời sống xã hội vật chất tài chính của những đứa con của đối thủ thường là người vợ cả để làm được điều này cô ấy đến gặp các thầy phù thủy những người hành nghề mà cô ấy truyền đạt tên của tất cả những đứa con của người phụ nữ kia để giam cầm chúng Vì vậy, bị mê hoặc, những đứa trẻ làm việc không thực sự được hưởng tiền lương, theo nghĩa là chúng không thể hoàn thành một dự án, chẳng hạn như tiết kiệm tiền và xây một ngôi nhà ở làng hoặc thị trấn. Kẻ phiêu bạc không tìm về nước, họ dành 10 đến 20 năm ở nước ngoài mà không nghĩ đến cha mẹ mình. Họ thậm chí chết ở nước sở tại. Bùa phép và giúp học sinh Trong lĩnh vực này, tôi có thể tiêu diệt học sinh hoặc giúp họ vượt qua kỳ thi trong trường hợp đầu tiên điều này là do ghen tuông chẳng hạn như trong các hộ gia đình đa thê các đối thủ có xu hướng tiêu diệt con của những người vợ chung của họ họ tham khảo ý kiến của thuật sĩ để quyến rũ họ thường thì đứa trẻ rất thông minh ở trường chuyên ngành của nó thăng tiến sau câu thần chú công việc của anh ấy trong lớp giảm đi đáng kể trước những bài kiểm tra những kỳ thi anh ta hoảng sợ và anh ta trượt một cách thảm hại Điều này dẫn anh ta đến ma túy, rượu. Anh ấy bị đau đầu, anh ấy trở nên ốm yếu, vân vân. Tôi đã mê hoặc học sinh đến nỗi khi chúng được giao bài tập về nhà, chúng hoảng sợ, chúng thỉnh thoảng bị đau đầu và sốt. Họ không có cách nào khác hơn là lấy một điếu thuốc để hút, hoặc uống thuốc hoặc ma túy, hủy hoại cuộc sống của họ. Các thầy phù thủy thường là cơ sở của tình trạng này. Những người khác có thể không vượt qua kỳ thi của họ mặc dù họ học tốt ở tất cả các môn học. Nếu bạn là học sinh hay sinh viên, nghĩa là bạn chưa có Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Bạn phải đặt mình dưới sự bảo vệ của Chúa Giêsu ngay bây giờ, nếu không, các thuật sĩ luôn sẵn sàng phá hoại, rất có thể khiến bạn trượt trong kỳ thi của mình. Trong trường hợp thứ hai, để giúp đỡ một sinh viên, tôi đã lấy não của hộp sọ của một người đàn ông được bán trên thị trường trộn với một yếu tố khác kèm theo những câu thần chú tôi đã tặng sản phẩm này cho những học sinh thông minh và thậm chí xuất sắc trong lớp vì vậy họ sẽ tốt nghiệp bằng thạc sĩ và thậm chí là tiến sĩ nhưng họ sẽ không bao giờ có việc làm đây là chiến lược của satan hắn có thể khiến ai đó thành công và sau đó tự chăm sóc bản thân vì vậy mọi người có bằng cấp của họ thông qua phù thủy và họ không thể tìm được việc làm còn tiếp phần 2, có 4 phần tất cả. https manadivin.com 2022 11 15